Thế thành thử ra bây giờ mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để theo dõi phần song tấu hài hước Tìm Việc Làm. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Dạ chào quý vị. Trời ơi, đầu năm thấy được họp mặt không đủ gì vui quá. Còn em sao thấy tự nhiên gác đời ghê vậy đó. Giờ đi nhậu mà không ai đi nhậu chung á, là có bạn mà đợi đến nãy giờ không thấy nó đâu. Thằng này gọi nó chửi nó mới được, hay trễ giờ lắm. Quỷ này là lâu lắc lắm nè. Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi không muốn nghe. Hiện nay thuê bao quý khách vừa gọi đang thuê một thuê bao khác làm thuê cho thuê bao này. Nếu như cái khách mà gọi đến thuê bao này sẽ gọi đến thuê bao được thuê để làm thuê, để thuê bao đó thuê một thuê bao khác gọi cho thuê bao được thuê để làm thuê, nó là thuê bao của quý khách đang gọi cho thuê bao này, và thuê bao này xuống thuê một thuê bao khác gọi cho thuê bao của quý khách, nói là thuê bao của quý khách đang gọi cho thuê bao này, là thuê bao này đang thuê một thuê bao khác để thuê bao được thuê để làm thuê. Thuê bao nào biết mày ha, tao nói bận hỏi ghê ha, gọi cho một cái thuê bao mà nó thuê cái 80 cái thuê bao khác. Ngứa ra nó bây giờ không thèm nhậu với này được, đi nhậu một mình luôn. Ê, bạn hiền, đứng lại. Nó không ra vậy rồi. Tao đã thấy gương mặt quen thuộc ở ai? Tao nhân viên chương trình của mình, tao tôi dẫn cũng tao ca, cũng tao hài, cũng tao có gì thôi đấy. Đây làm gì mà hẹn hoài nãy giờ gọi điện không nghe vậy? Đang đi sắm cái máy lạnh mới đó, máy lạnh mới. Chà, dạo này sắm mới vậy hả? Ừ, ở nhà đang xài cái máy lạnh kia đã lắm mà đời thanh đời đường để lợi đó. Nên tối máy nó kêu má hú luôn. Cái máy lạnh mà tối ngủ nó kêu như ai hãm nó vậy đó. Trời ơi, tao hỏi mày vừa thiếp mắt là nó đứng dậy mở cái mặt. Cái nằm hồ nó bán được ráng mở lại, mở vừa nhắm mắt lại cái nó thức tới sáng luôn. Tao hỏi mày sao ngủ được, tức quá. Bởi vì giờ không có chuyện gì làm, nhiều tiền quá, đầm tiền lấy mấy trăm triệu ra mua chừng 10 cái máy lạnh xem rồ gắn nhà chơi. Thôi thôi, có chuyện nghe chẳng thấy sợ à. Giờ nhà tao giống như là vàng lạnh của siêu thị vậy đó. Mày vô chừng tao tưởng mày ướp xác mày đậm. Tao nói thiệt, bây giờ máy lạnh xem rồ vừa chạy tiết kiệm điện, siêu tiết kiệm, siêu bền, siêu rẻ, mà đặc biệt là siêu thị nào có bán cho nó. Mày quảng cáo hay quá ơi, dạo này chắc là gia cảnh khá lắm mà mới bảnh dữ vậy nha. Tao biết giàu hay không mà hiện nay đang có một vợ hai con, xài điện thoại 3 người, đi xe hơi 4 chỗ, ăn nhà hàng 5 sao, có nhà cao 6 tầng, sân rộng 7 mét, toilet 8, sải tay, đánh bài luôn luôn chín lúc. Vậy thôi. Cái thanh thế khoe dữ, không biết có cái gì làm gì bị chín cái liền không nè. Còn biết chào hay không mà mới mua cái xe hơi đẹp lắm, lịch đầu trước cửa nhà mà ra bấm chuông chờ ra mở cửa đứng sình khối nhấp phụn như mặt mày chơi vậy đó. Cái xe hơi mà nghe nó ô nhiễm kia nó sình chẳng dữ vậy. Xe đẹp lắm, bây giờ hàng khủng, vợ cường đô la chưa có á mày. Thôi nước mày còn có xe hàng khủng luôn hả? Trời ra cầu thành nhân dân tệ đây mày nghĩ gì? Thôi chai gì cái xe mắc lắm đâu. Trời cái xe hú hồn tao nói thiệt mà hàng khủng. Kiếm không ra Sài Gòn này mấy chiếc là tao nói thiệt mà giật làm gì? Vậy nó phải là cái xe Mercedes không? Mắc hơn giùm tao đi. Chả mắc hơn Mercedes được hả? Bởi em đứng cửa gì bằng xe tao mà cho các cửa cao hơn. Cao hơn là ông đi. Hơn tao đi, cho mắc trước giùm tao đi. Mày cho mắc trước giùm tao đi. Mắc trước giùm tao đi. Thôi có rồi. Cái gì? Bentley. Đó, Bentley đó. Nhưng bỏ lì cái Bentley thôi, cái xe Bentley đó. Nó cái xe ben chở xà bần đó. Nó cái xe đó tao mới mua. Nó tưởng gì nó la xe hàng khủng hay về xe hốt xà bần. Ông nội mày cái xe đó nó bự khủng khiếp tao chứ nó hàng khủng tao kêu nó gì vậy. Anh mốt tôi giới thiệu mày mua cái xe này khủng hơn. Cái xe gì mày? Hút hàm cầu. Hả? Cái gì vậy? Nó cho nó tới luôn, mày khoe quá. Mày quá, dạo này gia cảnh ngày sau đó là nó buồn lắm. Sao buồn? Mới bị vợ tao phát hiện tao có bồ. Hả? Trời đất ơi, đầu năm đầu tháng mà vợ mày phát hiện mày có bồ hả? Sao bằng tao được hôm bữa con bồ tao phát hiện tao có vợ nè. Trời ơi, đậu dụng nhầm thứ dữ không vậy trời? Thì đó, mà mày quen nhỏ nào vậy? Trời ơi, mới quen chắc nhưng mà. Trời, tên gì mày? Nickname nó hay lắm. Tên là gì? Cô gái đồ lông. Chắc chị sẽ giống bọn tao quen của chị. Chắc cha mày cũng quen cô gái đồ lông hả? Y chang tên này luôn mày ơi, tôi chết rồi, bây giờ có y chang cái tên này. Không, mà như con nào có cái chữ không sau lưng nữa. Cái con mày tên là cô gái đồ lông. Còn cái con tao quen tên này đủ của nó là cô gái đồ lông không. Con nhỏ gì đâu nghe cái tên muốn mua dao cạo liền nè. Cái thằng vô duyên của con gái là nó mua dao cạo làm gì mà. Cái gì mà bận vô lắm khóc. Mà bạn gái này quen đẹp không vậy? Đồ đẹp lắm nha. Mà sao? Đẹp như ca sĩ. Diễn tả cái coi. Đây nè, nhìn cặp mắt thôi nha. Mắt sao? Mắt giống Lưu Bích Hữu. Trời ơi, mắt chắc Lưu Bích Hữu. Lưu Bích Hữu mắt khí mà mày. Này chú Yên, mắt
thấy nghĩ sao nó giống ca sĩ thôi. Ừ, là đẹp rồi. Nghe nó lộ mũi ha. Mũi sao cái mũi đó? Mũi giống Minh Hà. Minh Hà mũi tẻ. Nó giống như cái mũi đẹp miệng sao giống ca sĩ thôi. Tao thích, tao thích. Cái môi là đẹp. Cái môi sao vậy? Môi giống Thủy Tiên. Trời ta, nó tao phải Thủy Tiên. Đúng không? Môi. Cái môi là cái môi xí mùi. Người ta tha cái son nữa đỏ lên chụp hình cái miệng nha. À phải Thủy Tiên. Ừ, cái môi người ta môi xí bụi, cái môi mày đưa ra nhìn như xí mại. Mày quá đáng môi thông lợi với đồ ăn như thiệt. Một anh chồng con gái cái răng cái tóc có một người cái tóc mà nó đẹp là ok liền hả? Tóc phải không? Cái tóc nó giống ai mày? Tóc giống Phan Minh Tùng. Đó. Sao mày kỳ vậy? Con đám gái mà trên đầu trắng đỏ kia luôn hả? Phải, ý tao nói là có cái mối quấn khăn, cổ khăn trên đầu với Phan Minh Tùng. Làm hết hồn trời, nó quấn khăn mà nó tưởng tưởng gái mà đầu trồng. Cứ giỡn chọc mày thôi. Ừ, đúng rồi, cái mặt riêng gái luôn là cái mặt đẹp là quan trọng nè. Mặt giống ai? Mặt giống Doraemon. À. Mặt cái tròn quay dễ thương á. Nói chung bạn gái mày mặt mâm rồi phải không? Thôi. Sao thế thì nó mặt mâm. Mà đầu năm đầu tháng qua đi làm gì mày? Đây nó nghe nè, đầu năm đầu tháng tao mày qua đây. Không mấy giờ là trước khi mình đi chơi rồi tao mày đối câu chữ lấy hơn đi. Dạo này mày có học hành gì đâu, mày không có nghề ngỏng gì trên tốt mày đối đối cái gì? Mày giỡn hoài nha, cái trường đời dạy tao nhiều thứ lắm. Ồ hay dữ. Mày vô mày dám đối thơ với tao. Mày chơi mày cỡ nào chơi cũng chơi tới mày luôn. Bây giờ tao ra câu là mày đối lại. Mày chơi đi. Rồi nghe kỹ nè. Tao nghe. Chị Hương. Chị Hương nằm trên tường. Nằm trên hả? Có Hương ở Thành Lành hả? Nằm cách nào nằm được trên tường mày nói tao nghe coi. Từ xưa giờ nằm trên tường chỉ có xén là rồ thôi nha mày. Xin lỗi. Trời ơi. Ủa nội thì con người nó làm như máy lạnh như nó treo đâu nó treo hả? Nó nằm lộn chỗ chút xíu nên mày làm dữ. Mày quá đáng. Để nói lại nè. Nói lại đi mày. Kiếm chỗ khác phải nằm liền. Kiếm chỗ khác cho nó nằm coi. Chị Hương. Chị Hương nằm trên giường. Đó, nằm trên giường đi cho có cái xảy ra. Đúng chỗ nha. À. Nghe kỹ nha. À. Chị Hương. Chị Hương nằm trên giường. Đợi ba mày tới. Thôi. À. À, không, không tới. Nó không tới thôi. Kệ mẹ con Hương cho nó nằm nó đi. Thôi. Này à, thôi bỏ đi. Anh nói giữ ý giữ tướng. À, xin lỗi xin lỗi mày. Ba tao là người hết rồi. Xin lỗi mày. Mày nói vậy lỡ mà ổng nghe được rồi. Ổng phái rồi sao? Hả? À, tao xin mày bán đứng ba mày luôn vậy? Tao hiểu ba tao lắm. Tại nhà tao nhiều em lắm. À. Hiểu không? Thôi nghe lại từ đầu. Nghe kỹ lại nè. Nghe kỹ lại. Chị Hương. Chị Hương nằm trên giường. Nằm trên giường. Giấu cái bình thường vào trong. Đó. Đổi đi. Cái bình thường là cái gì mày? Cái đó chuyện của bà Hương. Mà sao bình thường mà bà giấu? Bà muốn giấu cái gì bà giấu? Sao bà giấu cái đặc biệt? Thì bà không có cái đặc biệt, bà giấu cái bình thường. Giấu thì bà giấu cái đặc biệt, ai giấu cái bình thường? Thì bà nên giấu cái bình thường thôi. Bà giấu cái bình thường, giấu cái đặc biệt được không? Cho số điện thoại nhắn tin hỏi riêng bà Hương. Cần cái chuyện bà Hương đi hỏi anh sao tao biết? À. Mày đuôi kia giờ có đói không? Rồi đuôi nè, đuôi lại đi. Rồi đuôi đi nè. Làm sao? Chị Hương nằm trên giường giấu cái bình thường vào trong. Đó. Chị Hương nằm trên giường giấu cái bình thường vào trong thì anh Khổng nằm trên võng đưa cái lỏng nhỏng ra ngoài. Đó. Đó. Gì mày? Hả? Cái mày? Cái gì? Vô duyên mày nghĩ bậy bạ không, mày nằm trên võng mày nằm mày đưa võng vèo 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 kiểu này cái gì mà không làm nhẫn mày. Ờ hả, cấp độ cỡ đó mà mày làm hết hồn rồi chứ. Bỏ qua câu đó. Tiếp con nữa này. Được. Nghe kỹ nè. Tao nghe. Con bò cạp. Biết con bò cạp không? Biết là con bò cạp nó không hợp với con bò sữa. Đúng rồi đó. Tiếp nè. Nghe. Con bò cạp cạp con bò cạp. Cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp. Đói. Câu hài não dữ mày. Trời ơi, đói gì? Con bò cạp cạp con bò cạp. Cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp. Đói đi. Con quỷ này nó cũng rảnh lắm nè. Nó muốn làm gì vậy đó? Cái đó chỉ con bò cạp. Bây giờ tao đói nha. Đói đi. Ăn cà phê cà chỉ cà phê. Phê đúng chỗ cà mà cà đúng cái chỗ phê. Hả? Mày nói cái gì mà cà chỗ nào mà phê? Giờ hỏi ba má mày đó. Hồi xưa ba má mày cà sao ra mày hết. Chắc cà lố tay quá ngu thì mày em hỏi hoài. Ăn
nó mày vô viên của tao không thèm chối với mày nữa. Ê nghe nè, đầu năm tao mày đánh cây xì dắt lấy hên đi để làm cho tệ nạn xã hội tập trung hết cho mày như sao mày. Có trời, bây giờ mày thấy mày ăn rảnh mày không đi làm ngày ngóng như chân mày tối hôm qua mày kiếm cầm đánh bài uống rượu không mày. Có cái là cái giải trí thôi đúng không, mình giải lao rồi lấy hên đầu năm đánh cây xì dắt lấy hên đi. Dạ cào được không? Tao không biết đánh bài cào. Tao chỉ mày cho mày chơi biết liền à. Mày chỉ tao không? Chỉ cho. Ờ mày cho tao được, còn mày chỉ cho tao thông minh lắm, chỉ cho tao biết liền. Có đặt trăm đi. Đặt tài giá trăm nha. Ờ trăm đặt tài đi, tao chỉ cho chơi. Tao tiền thiếu gì trăm cây nha. Đó trăm cây đặt đi. Ờ đó, tao đặt nè, mày đặt ra đi. Gì? Mày đặt tiền đi. Không, tao đâu có đặt. Ủa sao vậy? Tao làm cái mà. Cái đâu có đặt. Là cái là không có đặt đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình chơi sao? Bây giờ chơi là bây giờ đếm nút, ai nút cao người đó thắng ha. Mày thua mày chung tao trăm. Ờ thì tao thua tao chung mày trăm. Đúng rồi. Nhưng mà thí dụ mày thua tao là sao? Thì thôi. Ủa sao thôi? Tao là cái mà. Cái đâu có chung đâu. Hiểu không? Hiểu không? Cái đâu có chung. Ủa? Chứ bà cái đâu có chung. Gì ủa giống giống như ba mẹ má mày tưởng giờ liên giống như giờ đúng không? Má mày làm cái mà ba mày làm đừng đúng không? Má mày đâu có chung cho ba mày đâu. Còn ba mày chung cho má mày không. Ba chỉ có nằm hưởng thôi. Đúng không? Hiểu chưa? Bây giờ có nghĩa là cái làm có chung. Cái là không có chung. Đúng rồi. Vậy tao làm cái cho. Trời ơi, tưởng tao ngu vụ được à. Thôi thì mày làm cái đấy, ai nói mày đâu. Xin lỗi là mình có xịn định vụ mà. Ok. Rồi bây giờ tao làm cái nè. Ừ. Đặt tiền đi. Đặt trăm á. Không có tiền trăm của tao, tiền mày đâu đặt đó. Chắc gì mày ăn tao. Đúng không? Mày ăn tao tao mất tiền đấy chứ. Đúng không? Nhiều khi mày thua tao sao? Đó mày thua tao mày phải trúng tao 100 á. Ờ thì tao thua tao trúng mày 100. Ê phạt xí. Hả cái gì cái gì? Xí nha. Là sao? Hồi nãy bạn mới nói làm cái thua là không có chung. Đúng không? Ờ thì đúng rồi, làm cái thua không có chung. Nhưng mà cái này không phải là mày thua tao mà là tao thắng mày. Mày hiểu không? Tao thắng mày thì tao thắng tao mới được 100 chứ. Đúng không? Đúng không? Tao thắng là được 100. Đúng rồi, tao thắng mày tao mới được 100 chứ. Ờ thì mày thắng mày được 100. Ừ. Thí dụ tao thắng mày làm sao? Thì mày đừng chung tao 100 nữa. Mày hiểu không? Giờ tiền của mày đừng chung tao nữa. Tiền của mày đâu mất đâu, mày sợ. Mày chơi bài mày lời quá muốn gì nữa. Đúng không? Hiểu không? Ồ ha. Hiểu rồi đó. Trời, nói nãy giờ nói vòng vòng, nói dứt khoát gì đi. Mình chơi mình công bằng đúng không? Đúng. Mình thua rồi mình không mất gì hết. Đó, mày thông minh được cái xấu mày thông minh nè. Hay quá rồi, bây giờ mình chơi đi. Chờ. Mày cào trên mấy điểm, mấy nút lớn nhất. Chín nút lớn nhất nha. Chín nút lớn nhất. Chín bài. Thả, 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 thả. Tao chính lúc tao lớn nhất tao thắng rồi. Không, mày thua tao. Tao mười. Ủa mày mới nói chính lúc lớn nhất. Thì đúng rồi, chính lúc là lớn nhất. Nhưng mà nó phải thua qua mười chứ. Đúng không? Nhà tốn chính với mười nào lớn. Mười lớn. Ừ, vậy lấy thắng. Ủa sao tôi chưa hiểu ta. Mày chơi lát là mày hiểu à. Chơi dán tôi cho hiểu nè. Ừ, rồi. Rồi chí bài đi. Thả. Tao chính lúc. Tao mười lúc tao thắng rồi. Tao có. Này bù. Bù. Ê, mày mới nói là 10 nút thắng 9 nút nha. Thì đúng là 10 nút là phải thắng 9 nút đầu. Nhưng mà là hai con tay, con 10 mới là 10. Còn mày 4, 5, 1 cộng lại là bù. Được không? Không nữa, 9 với 0 là lớn. 9 lớn. Ừ, lấy 100. Sao tôi chưa hiểu nữa ta. Chơi thử hiểu ha. Chơi thử giảng nữa nè. À, ơi. Rồi, như vậy đi. Thả. Trời ơi, xui ghê, có 4 nút à. Tao nè. Coi. Có 17 năm, 17 năm, có 2 nút à. Không có, mày cào có 7 không tính. 7 không tính, xui nó bỏ đi. Mày bỏ 10, bỏ 7, là tao 5 nút đúng không? 5 với 4 nào lớn? 5 lớn. Ừ, lấy 100. Ủa, sao chưa hiểu ta? Trời, ba chán mà chưa nhiều hiểu. Tiếp thử luôn nè. Một chán nữa là mày hiểu à. Một chán nữa là chỉ bài đi. Phạt. Trời ơi, bà chỉ là xui quá, là xui có 1 nút mà. 1 nút sao không? Ở xã đi. Xã nha. Trời mừng quá, bà này được xã. 1 nút mà được xã. Ê, thả này mấy nút? Tao bù. Mày biểu xã nha. Mày ý kiến tao quýnh mày rớt răng à. Mày chứ mày vô hủ tao hả? À, mày kiểu mày ngu. Phạ. Tao 8 nút đầu, tao 8 nút đầu. Mày mấy nút? 17-2 là mày 9 nút hả? Mày mấy nút? 8 nút. Lấy 100 đi. Ủa sao vậy? 17-2, 10 bỏ 7 học tính có 2 nút mà. Sao em quên con 7 cho ta ta? Thì đánh bài thua riết cũng phải khôn lên chứ. Mày khôn lắm rồi đó. Chơi tiếp đi. Thôi đủ rồi, uống dán dư dưỡng rồi.
Muốn trả gì? Bữa tao nhớ thiếu 300 thì tao trả 300 tao lời được 100. Ai? Tao này vô duyên quá mày. Mày tao nói thiệt, mày bạn bè mày chơi kiểu đó hả? Tao nấu nhà nghe tao rồi tao kẹo mày chơi thôi. Tết nhất trên bàn chơi sát phạt tệ nạn xã hội. Tao nói mày nghe, mày ăn rảnh ngồi rồi mày làm ông đi học cái toán đi đúng không? Mày học gì mày thông minh ra thì bà hội mày tốn mày rong chơi mày đường phá làng phá số người ta không? Đó. Bây giờ mày không có chuyện làm không? Ba mày giàu kêu qua mày mở cho mày cái đại lý đi. Giờ tao nghe nói làm nhà phân phối cho AMC giàu lắm. Có mày. Tao biết sao mà ngồi dưới được ăn tiền nhà hàng năm sao đó rồi. Trời tao dễ vậy đó chứ mà đâu phải đơn giản được đâu. Tao đi chơi, tao quen với cái kiểu nhậu nhẹt rồi chơi bời rồi sao mà tao làm được. Mày nghĩ sao vậy? Tao quen hết đó. Anh Thâm với chị My rồi tao quen hết á. Gửi mày vô cái hộp làm tháng mà mày không đếm tiền mỗi tay cho con mày. Trời ơi, tao nói thiệt mày, ba tao mới làm nhà phân phối cho bên AMC thôi, bây giờ làm chứng minh nhân dân không được kìa mày. Sao làm chứng minh nhân dân không được? Mụ đậu nó đếm tiền mỗi tay mòn luôn, chỉ tay với cái gì mà đăng lên chứng minh. Tao nói thiệt, tao giỡn mặt hả mày? Tao đếm tiền mỗi đó hả? Tao nói giỡn với mày à. Tao quá đảo ơi, chị giới thiệu tao vô làm với tao, hứa mày là từ nay tao bỏ chơi bời luôn, tao đi học hành đàng hoàng, xin cho tao vô cái chân làm coi. Ok nha. Tao cưới mà hiếu mày luôn, coi như mình hợp tác làm ăn, bỏ ăn chơi đi làm ăn thôi nghe chưa. Lúc đó mày xin vô AMC, mày sẽ được làm nhà phân phối. Rồi mày ngồi ở nhà mày chỉ cần điều phối. Rồi mày sẽ có thật nhiều khách hàng để mày giao phối. Giao dịch. Vâng, thì có bài xin kết thúc. Anh Linh và Trấn Thành cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thank you.